Ô, bản lề to. Yes. Bản lề trong xe đấu thứ hai. Đội bạn trận này đổi màu, không biết là có đổi vận không. Cái mèo lại lấy màu 5 mà tôi thấy hơi sai sai rồi. Zuma. Quân à. Ờ, quân đội bạn là rất đẹp nhá, toàn chém tuyển thôi. Quân là siêu cân ở trong trận đấu này. Vâng, hai pan cân với hai pan. Vâng, Ia cân Zoman và Pho thì cân với Xiang bên phía của chúng ta. Xem ai cầm Xiang đây, Van Lớp cầm Xiang nhưng lại nằm ở đầu cánh mới đều đều chứ lị. Sao không nằm trong cánh thì anh còn có thế mà anh đánh cung chủ lực. Xiang lại nằm đầu cánh thế này. Đôi voi. Quyết định đánh bài tàu luôn. Bãi quả đầu thì hơi dốc một chút. Xiang đánh ở đầu cánh, cảm giác đang lành ít giữ nhiều rồi cho chúng ta. Pan dành cho Tễu đây. Quả phụ cũng đã thấy rồi. Phụ rất gần. Quan trọng là đồ lùa về như thế nào. Hiệu đầu. Thấy hai bầy hiệu. Tôi cần thêm một đôi voi nữa thì đây là một loài mắc binh luôn. Là Zoman của Xuân Thứ. Thứ cũng có đôi voi gần nhà. Chưa thấy gì thêm. Voi nằm sát sát. Thao tác là rất chuẩn. Còn đây là Pan đến từ Nhất. Kể ra trận này mà Nhất đổi thế cho Van Lớp thì ngon. Ông Võ Văn Định là ông nào đây? Tôi lại mon men ra đây, tự nhiên là quanh dễ thương nhỉ. Vâng, khen cái gì thì khen nó phải lái lái đi một tí. Khen cái câu ai cũng khen thế thì không gây được ấn tượng gì cả. Rồi, xin chào các anh em mới vào nhá. Và mỗi người một like và một share để ủng hộ cho Van Lớp nào. Thấy các bài đều là những bài ổn. 19 dân dành cho Nhất. Bên Lớp đánh bao nhiêu dân đây? Về Lớp. Vào theo ý kiến của S Thành Long. Và anh em cho ý kiến rằng có nên ban ông Võ Văn Định không? Vừa chia sẻ một nhóm rồi à? Thôi thì anh em cố gắng đẩy lên 10 nhóm đi. Đấy. Tăng cái năng suất lên một chút. Mỗi thao tác chỉ mất tầm 5 đến 10 giây thôi. Trong khi chúng ta chưa có chiến tranh xảy ra. Đấy anh em tranh thủ. Xuân Thứ bắt đầu đi dâng lờ. Ở chỗ này rất nhiều đồ ăn hoang. Donna
Tiểu cũng đã kích đời rồi. Trận đấu mà các game thủ chúng ta kích 10 sớm. Chớm 10. Bên này Văn Nhất. Bài Pan đánh tại nhà. Bên kia cũng là hai Pan và một Yamato. Quân thì là rất cần. Như vậy là có con giò của ai đó ở đây. Màu 5. Mèo mèo. Đấy là màu 2 của Văn Nhất thì đúng hơn. Không, như vậy màu 5 mèo mèo. Anh mèo. Mèo cầm cái gì mà đánh chém thế này. Mèo cầm bàn. Rồi, nhầm quân một chút. Tịnh Văn cầm phô. Và Gani cầm IA. Bên này thì Tiểu đang gặp màu 8 ở đầu cành. Một bài mà màu 8 đã bắt đầu khung xong rồi. Đã bò bế xong khu vực này và phù rất đỏ. Vẫn là Gunny với cái thương hiệu phù đỏ. Xuân Thứ thì gặp ai? Như vậy là màu 6. Bà chém thẳng vào nhà chủ lực. Bây giờ thì em cũng đã bị phát hiện ra bài ăn hoa. Ô chim én thôi. Đây là Pan, chúng ta cũng không thể đối đầu trực tiếp được. Tham đang chỉ còn là 13. Hai nhà Pan của đội bạn đang có cái sự sát thương khá lớn. Nhà lớp thì siêu xấu. Hơi khó đánh ở trong trận đấu này. Với cái thế sắp xếp không thực sự đẹp. 1-2. Đối bạn đã bắt đầu vươn lên dẫn trước. Vâng, cảm ơn bác Nam CT nhá. Và gương mặt thân quen cộng 1. Vẫn chưa lên fan cứng. Rồi, anh em tiếp tục like và share cho Văn Lớp nào. Trong nhà xe xấu quá, khó thi đấu. Rồi, chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo thôi.